Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh đồ siêu mạnh hùng của uh, cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở đồ siêu mạnh hùng của uh, cho em cũng có lên cho các bác là một siêu phẩm vip nhất của bên cơ sở uh, đồ xưa của uh, cho em ạ. Đó là một uh, bức bình phong uh, được cẩn ốc xa cư cũng như là được kết hợp giữa cẩn uh, gỗ xưa và ngà và đá cầm thạch ạ. Và, và bên cơ sở đồ xưa của uh, cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng của em là 0766653595 ạ các bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp tại cửa hàng của em để có thể xem trực tiếp các sản phẩm này. cũng như bác nào mà ở xa thì anh hệ trực tiếp với em qua số điện thoại zalo là ạ em sẽ khơi hình lại chi tiết hơn cho các bác ạ. và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cho các bác nào một bức bình phong này. đây là một bức bình phong được làm trên nền là gỗ gụ, hay còn gọi là gõ mật, cụ mật ạ. và được ốc sà cửa Singapore đỏ nửa vàng chanh. cũng như là được kết hợp mà cần uh, gỗ xưa và ngà và đá cập thạch ạ uh, cần nổi 3D luôn và thông số kích thước của bức bình phong này uh, có kích thước là chiều ngang chiều dài là 225 cm và chiều cao là 206 cm uh, và chiều sâu là khoảng 52 cm uh, đó là thông số chi tiết của bức bình phong này uh, và em sẽ đi lại gần hơn để giới thiệu chi tiết hơn về cho các bác là uh, về bức bình phong này ở uh, phần bên trên cùng này đây chiếc uh, Chóp này đây thì được đục chạm uh, chuyện đó nhé Đục chạm chuyện và được ốc Cần ốc hết những cái đường chuyện này uh, Và những khung bao ngoài đây Thì được cần những khung cột được Cần uh, những đường ô chám Đỏ, đỏ vàng chanh luôn các bác nhé Cũng như là đường dây leo liên chi, uh, Cần rất là tơ tóc luôn okay. cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé uh, Và ô chám chính diện giữa này đây Để Cần là một cảnh là phu thê các bác nhé uh, Cảnh phu thê viên mãn Cực kỳ là đẹp luôn uh, Tất cả những cái thân cây màu vàng này đây thì đều được làm bằng chất liệu là à, gỗ xưa các bác nhé đó, thân cây được làm bằng gỗ xưa cũng như là những chiếc lá đa này đây à, đó, được à, cận cẩn bằng nhà các bác nhé cũng như là một số phần gốc cây đó, thì được cẩn nổi 3D là những đá cẩm thạch các bác nhé những viên đá cẩm thạch cực kỳ là đẹp luôn nó được này được cẩn như đục chạm nổi 3D luôn các bác nhé đó, các bác có thể nhìn thấy đây là những cái gấu cây cực kỳ là sắc sảo và kinh bóng luôn các bác nhé à, còn lá trong đây là lá liền tấm luôn các bác nhé lá là lá liền tấm và không bao này được cẩn nữa ốc Singapore đỏ nữa hoàn chỉnh các bác có thể thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay ạ à, còn những không bao bên ngoài thì đều được đủ, là, là chuyện dắt các bác nhé à, được chuyện cực kỳ là kỹ luôn à, bên cạnh ô tráng này đây thì cần là một cây hồng các bác nhé à, một cây hồng cũng cực kỳ là đẹp luôn à, những thân cây này đều được đục chạm nổi 3 d là bằng gỗ xưa cũng như những phần màu trắng này là Nga cũng như là những bông hoa này là đá cẩm thạch à, những phần màu cam cam này đây màu xanh là đá cầm thạch các bác đó nhé đó, cực kỳ là kỹ luôn nó được làm trên nền là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật vụ mật ạ miền bắc chúng em thì gọi là gỗ vụ miền nam miền tây gọi là gõ mật và vụ mật ạ đó. một đó, bình phong này cực kỳ là vip luôn các bác nhé đục chạm nổi 3 d cũng như là được xa cửa Singapore đỏ nửa vàng xanh luôn đó, bao chám chính diện đục chạm nổi cũng như là phần phía dưới này đây được cảnh uh, cảnh là sen vịt các nhé à, cũng như là cảnh một cái trúc và một cây mai Được cực kỳ là kỹ luôn các nhé chân bệ cũng đều được đục là chuyện luôn các nhé và được khởi động xa cửa kín luôn đó, bốn xung quanh luôn các nhé À, phần mặt sau cũng được cẩn như mặt trước thôi các nhé nhưng mà để khả, khảm chỉnh không khảm nổi 3D mà là khảm chìm tệt khảm tệt luôn à, chỗ này em hơi chặt một chút em bác là quan tâm thì hãy liên trực tiếp với anh em sẽ quay chi tiết về mặt sau thêm cho các bác ạ à, các bác có thể thấy ốc xa cửa Singapore đỏ nửa vàng tranh trực tiếp trên video ngày hôm nay à, một tấm bình phong chúng ta có thể kê ở trước bộ ghế hoặc là ngăn được giữa gian phòng và cái bộ bộ bàn ghế phòng trà ở phía trước này đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé đó, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì nên trực tiếp với em qua số điện thoại zalo là 0766665595 ạ em sẽ cực hành chi tiết hơn cho các bác ạ à, bên cơ sở em chỉ có một tấm duy nhất này thôi ạ có một sản phẩm duy nhất độc quyền nhất của uh, trên thị trường luôn đó là một bức bên phòng này thì là siêu vip luôn các bác nhé đó. Các bác nào nghe không đó hoặc xem không đó thì hãy liên tiếp với em Em sẽ cứ hình lại chi tiết hơn Hai mặt cho các bác cũng như quay video ngắn lại để cho các bác xem chi tiết hơn Thực tế hơn về chiếc bình phong này Và bên cơ sở ở Đồ Sơ anh Hùng và em cũng xin báo giá công khai cho các bác luôn Một bức bình phong như thế này Được cần ốc xa cửa Singapore đỏ nở khoảng tranh Cũng như là được cần gỗ sưa và ngà và đá cập thạch Giá muốn giao lưu của bên cơ sở thì em là 150 triệu ạ năm 150 triệu một bình phong này, em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. một sản phẩm mà phải nói là siêu vip, siêu đẳng cấp của bên cơ sở đồ xưa của chúng em ạ, chỉ có một tấm duy nhất thôi. Một tấm bình phong duy nhất này thôi ạ. Với giá chỉ 150 triệu, em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. ở bình phong này được cần hai mặt các bác nhé, hai mặt như nhau. nhưng mặt trước thì cần nổi 3D còn mặt sau thì cần cũng là gỗ xưa vàng nhà và cặp tạch nhưng mà lại khám chìm, khám tệ các bác nhé à, Với giá là 150 triệu, em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác nội à, Các bác nào mà à, xem video này thì hay, thấy đẹp thì hãy cho bên cơ sở em như là một like, như là một đăng ký kênh ạ Để cơ sở em em phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới Để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ xưa của chúng em ạ và ngoài các sản phẩm khác thì bên cơ sở em có rất nhiều các sản phẩm khác Như là tủ áo, giường phương người, trường kỷ tam sơn, ngũ sơn Bộ trường kỷ đại, cũng như là trường Huế, đôn trống tủ bày đồ Bên cơ sở em có rất là nhiều Các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào Thì em nên trực tiếp với em qua số điện thoại là 5595 Em sẽ cùng tư vấn lại cho các bác về các sản phẩm mà các bác muốn quan tâm Và bên cơ sở em cũng xin dừng video tại đây và cô xin hẹn gặp lại các bác là trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.